Còn y chúng ta thay bằng 2 thì chỗ này y0 chúng ta thay bằng 2. Chỗ nào có y0 chúng ta sẽ thay bằng 2 hết. Xin chào, chúng ta tiếp tục nội dung về giải thích 2 hàm nhiều biến và cái mục thứ hai của chương này đó là đạo hàm riêng và vi phân từng phần. Với các cái dạng bài tập mình chia thành 7 dạng như các bạn thấy ở dưới đây. Hôm nay sẽ là dạng đầu tiên, đạo hàm riêng bằng định nghĩa hàm nhiều biến thì chúng ta biết rồi nó là cái hàm mà có nhiều biến thôi và chúng ta đã giới thiệu trước rồi. ở đây chúng ta sẽ bắt đầu với hàm hai biến đối với cả hàm một biến thì chúng ta có đạo hàm thì bây giờ hàm hai biến chúng ta cũng sẽ có đạo hàm nhưng nó là đạo hàm riêng bởi vì chúng ta sẽ tính theo từng biến một ví dụ đây là tính theo biến x thì y được coi như hằng số y không đổi và tính theo y thì x được coi như hằng số và y không đổi biểu thức bằng định nghĩa của đạo hàm riêng ấy, thì nó tương tự tương tự như định nghĩa của đạo hàm hàm một biến thì ở đây chúng ta thấy là nó cũng bằng cái thay đổi của hàm số chia thay đổi của đối số. Nếu đã hàm riêng theo x, chúng ta ký hiệu là f' và có thêm cái chỉ số x ở dưới chân. Và nó cũng được xác định bằng cái giới hạn của x tiến về x0. Trong đó thì trên này nó là thay đổi của hàm số, nhưng uh, biến y thì cố định nhé, biến y thì cố định. Và chúng ta đang tính tại điểm y0 cho nên là y cố định bằng y0 luôn, chứ không phải giá trị khác ngoài ký hiệu kiểu phẩy theo x này ra chúng ta còn gặp ký hiệu dạng này nữa à, cái này nó giống như là cái chữ d ở trong hàm một biến đấy nhưng mà nó cong lại như này viết như thế này thì có nghĩa là đạo hàm riêng của f theo biến x tương tự như vậy chúng ta có đạo hàm riêng theo y ký hiệu là f phẩy y tính tại điểm x0 y0 thì sẽ bằng giới hạn biến y từ đến y0 à, thay đổi của hàm số nhưng với x cố định bằng x0 y thay đổi thì việc chúng ta tính đạo hàm một định nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái giới hạn này để ra tính thôi và tất nhiên là chúng ta cũng không chúng ta chúng ta cũng tránh sử dụng Lobita Chúng ta sẽ tới với một ví dụ, đó là ví dụ đây có hai ý. Sử dụng định nghĩa để ra tính các đạo hàm riêng tại điểm cho trước. Ở đây thì với ý A chúng ta cần tính tại điểm y bằng 0 và 2. Có hai biến cho nên chúng ta sẽ có hai cái đạo hàm riêng, vì vậy là chúng ta sẽ đi tính từng cái một theo định nghĩa này. Thì đây chúng ta sẽ thay các giá trị đó vào, x bằng 0 Chỗ nào có x0 chúng ta sẽ thay hết bằng 0 Tất nhiên cái ký hiệu này thì các bạn chỉ cần dùng một cái thôi Nếu mà ký hiệu là f'x rồi thì phần này thì thôi bỏ qua Đây chúng ta sẽ thay tất cả chỗ nào có x0 thay bằng 0 Đây cũng thay bằng 0, đây cũng thay bằng 0 Còn y chúng ta thay bằng 2 Thì chỗ này y0 chúng ta thay bằng 2 Chỗ nào có y0 chúng ta sẽ thay bằng 2 hết Đó Công việc tiếp theo là chúng ta sẽ đi tính cái giới hạn này thì mình sẽ thay giá trị f tương ứng vào đây uh, f(x, y) thì ở trên này rồi. Bây giờ f(x, 2) thì mình sẽ thay 2 ở trong này, nó sẽ được là 4 đúng không? 1 phần 4. 1 phần 4 căn bậc 3 của x cộng 1. Trừ đi f tại 0, 2 thì là thay x bằng 0 và thay y bằng 2. Thì thay x bằng 0 ở đây nó sẽ được 1. Thay ở đây được 1 phần 4 thì tóm lại đây sẽ là trừ đi 1 phần 4 dưới mẫu uh, x x không thôi chúng ta viết là x thôi uh, đến đây thì chúng ta có nhiều cách giải rồi chúng ta thấy là một phần bốn chỗ này cả một phần bốn đây rút ra bên ngoài được là hằng số bên trong là căn bậc 3 đúng không căn bậc 3 của x cộng 1 mà trừ đi một như này chia cho x thì đến đây chúng ta có nhiều cách xử lý tất nhiên là chúng ta nên hạn chế lopita bởi vì mình đang sử dụng bằng định nghĩa mà chúng ta nên hạn chế lopita đây thì có một cách là chúng ta sẽ nhân liên hợp là một trong những cách mà thường được xử lý đối với cả sự đối với cả giới hạn dạng căn biểu thức liên hợp của cái biểu thức này cho bạn nào mà quên mất rồi thì bây giờ mình sẽ nhắc lại đây nhanh thôi thì a trừ đi a mũ 3 trừ đi b mũ 3 thì chúng ta có cái hàng đẳng này đúng không thì nó sẽ bằng là a trừ đi b mà nhân với gì bên trong là bình phương thiếu của tổng đó, thì từ đây chúng ta dễ dàng rút ra được là a trừ b nó sẽ bằng chúng ta chia cả hai vế cho cái thằng này đúng không? Thì cái này sẽ được là a mũ 3 trừ đi b mũ 3 mà chia cho a cộng a bình nhé, cộng với ab cộng b bình. Đó thì trong trường hợp này a bình cộng ab cộng b bình được gọi là biểu thức liên hợp bậc 3 của a trừ b. Ở bài này của chúng ta thì a tương ứng với căn bậc 3 còn b tương ứng với 1 và chúng ta áp dụng điều này thì nó sẽ được là nó sẽ bằng mũ 3 trừ với nhau này, đúng không? Căn bậc 3 mũ 3 thì mất nó còn lại là x cộng 1 trừ đi một mũ 3 thì cũng là một luôn dưới mẫu dưới mẫu thì nó sẽ có thêm thành phần này đúng không? nó có thêm thành phần là a bình cộng ab cộng b bình thì căn bậc ba bình phương x cộng một bình phương như này căn bậc ba bình phương Đấy, cộng với căn bậc ba và cộng với một bình phương như này đúng không? đến đây thì nó thấy là đây là x cộng một trừ một thì dễ dàng triệt tiêu được với cả cái x dưới này rồi và do đó là cái giới hạn của chúng ta sẽ ra được kết quả luôn nó sẽ bằng uh, 1 chia cho cái căn cá bậc 3 bên dưới và không, sau khi chúng ta khử cái dạng vô định đi rồi nó không còn là vô định nữa thì mình thay một vào sẽ được kết quả là uh, à, xin lỗi thay x bằng 0 ở đây thay điểm tụ này vào trong này thì kết quả là 1 phần 3 nhân với 1 phần 4 bên ngoài thì được 1 phần 12 đúng không? thì đấy là cái kết quả của đạo hàm riêng theo biến x tại điểm 0,2 hoàn toàn tương tự chúng ta sẽ tính đạo hàm riêng theo biến y tại điểm 0,2 thì mình cũng sử dụng cái định nghĩa này để để mình làm thôi đúng không? Đây mình sẽ thay xuống đây. À, tất nhiên cái đoạn nhân hệ bậc ba này chúng ta chỉ cần làm ra nhát nháp thôi, không cần trình bày bên trong. Mình viết đây để chúng ta tiện theo dõi. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục thay x bằng 0. Chỗ nào có x chúng ta sẽ thay bằng 0 hết. Tất nhiên chúng ta chỉ cần sử dụng một trong hai dạng ký hiệu thôi. Bên trên mình đang dùng ký hiệu này rồi đúng không? Bên dưới mình có thể tiếp tục sử dụng ký hiệu này. Hoặc là mình bây giờ mình sẽ đổi sang dùng ký hiệu bên này đi là không với cả hai ở đây thì nó như nhau thôi nó không chả khác biệt gì cả bây giờ mình dùng thêm ký hiệu nữa để chúng ta quen dần à, dưới này sẽ là y tiến tới y không chúng ta thay bằng hai chỗ nào có y không chúng, ta thay hết bằng hai đây cũng thay bằng hai còn x không chúng ta thay bằng không đúng không x không chúng ta thay bằng không và đến đoạn này thì mình sẽ đi thay cái giá trị của hàm số f ở bên trên vào f tại không y fxy đâu fxy đây f tại không y có nghĩa là thay x bằng không vào thay x 0 ở đây thì được 1 đúng không được là 1 chia cho y bình. Đó. Còn f tại 02 vừa nãy chúng ta tính rồi bằng 1 phần 4. Đây, f 02 chúng ta vừa tính bên trên 1 phần 4 rồi. Dưới này là y 2. Rồi giới hạn có dạng là 0 chia 0. Đấy, thì chúng ta sẽ quy đồng mẫu cái trên tử để chúng ta quy về một phân thức thôi, không để nó cộng cành như này. Ở trên tử quy đồng mẫu nó sẽ được là mẫu chung là 4y bình như vậy. Cái đầu tiên sẽ nhân với 4, cái thứ hai sẽ nhân với y bình và mẫu chung sẽ là 4y bình như thế này dưới này là y trừ 2 và chúng ta cũng thu gọn để đưa nó về dạng một phân thức thôi thì à, cái thằng này là một cái biểu thức này chia cho mẫu thì nó sẽ là nhân với nghịch đảo à xin lỗi các bạn chia cho thằng này thì thì nó sẽ được như sau nó sẽ được là 4 trừ đi y bình chia cho 4 y bình như này và nhân với cả y trừ 2 bên dưới Uh, tiếp theo là chúng ta thấy là 4 trừ y bình thì đây bốn này chúng ta lại có thể viết lại thành là hai mũ hai đúng không thì đây nó đưa chúng ta về cái dạng là a bình trừ b bình rồi thì mình có thể tách được ra thành hai trừ y nhân với hai cộng y à, mình cái này sẽ so xuống bên dưới đi ở đây sẽ là 4 y bình nhân với y trừ hai và dễ dàng thế nó triệt tiêu rồi Chẳng qua đây là đối dấu thôi đúng không Chúng ta chỉ cần viết ngược lại dấu đây thôi Chúng ta rút trừ ra bên ngoài Bên trong sẽ là y trừ 2 Đây chúng ta đảo dấu lại như này Thì thằng này thằng này triệt tiêu Như vậy đây còn lại là Trừ 1 nhân y cộng 2 Tức là trừ 2 trừ y Dưới mẫu còn lại 4 y bình Và chúng ta thay hai vào sẽ được kết quả là uh, Trên tử được trừ 4 Dưới mẫu thì được là 4 nhân với cả 4 nữa Thì là 16 Và kết quả là trừ 1 phần 4. Đó thì đấy là cái việc ra tính đạo hàm một định nghĩa. Không khó lắm đúng không? Chẳng qua là chúng ta đổi về cái bài toán tính giới hạn thôi. Không có gì đặc biệt cả. Nếu có sự đặc biệt ở đây thì người ta có thể yêu cầu người ta là tính các cái biểu thức mà nó công cành hơn, nó khó khăn hơn. Nhưng mà chúng ta lưu ý là vẫn đưa được kết quả cuối cùng ấy là chúng ta sau khi thay vào thì đưa hết về cái giới hạn của hàm một biến rồi. Và chúng ta sẽ sử dụng các kỹ thuật như là vô cùng bé tương đương hay là sử dụng các biến đổi đặc trưng của hàm số như nhân liên hợp. Đã, đặt đặt. Chúng ta chuyển sang ý B. Ý B này là một ý uh, cho hàm số mà dưới dạng nó uh, bổ sung về xác định cái hàm ghép này vào. Thì ở đây chúng ta yêu cầu là tính các đạo hàm riêng tại cái điểm này, đúng không? Tức là chúng ta cũng đi tính F'X, F'Y tại cái điểm ở đây là 0, X0, Y0 bằng 0. Thì mình cũng đi copy hai công thức này xuống thôi và sau đó thì mình sẽ sửa lại, đúng không? Đầu tiên là phẩy theo x trước đi phẩy theo x thì chúng ta lưu ý là đang tính tại x0 y0 bằng bằng 0 cho nên là chúng ta cần phải thay đây đó. bây giờ chúng ta sẽ đi thay thay các cái giá trị ở trong ở trên tử vào là được f x y lưu ý x tiến về 0 x khác 0 do vậy là chỗ này sẽ thỏa mãn điều kiện là x bình cộng y bình khác 0 và nói cách khác là chúng ta sẽ thay vào biểu thức ở trên tử ở bên trên cái nhánh bên trên này nó là biểu thức này nhưng với y bằng 0 nhé. Biểu thức bên trên này với y bằng 0 thì chúng ta thay đây là nó sẽ được là 0 nhân với phần còn lại sẽ bằng 0 này. Trên tử được 0. Dưới mẫu được là x bình. Đúng không? 0 chia cho x bình cộng với cả 0 như thế này. Đấy là chúng ta thay vào. Tiếp theo là f không thì nó ở đâu? Tất nhiên chúng ta sẽ không thay ở trên này. Bởi vì biểu thức trên này là biểu thức dành cho trường hợp x bình cộng y bình khác không tức là x và y nó không đồng thời bằng không còn trường hợp x và y mà đồng thời bằng không ấy thì giá trị đó được bổ sung và nó chính là giá trị này. Đây chính là f tại không và chúng ta thay nó vào thôi. có bên dưới chúng ta vẫn để là x. Tiếp theo thì mình thay thằng này xuống đây thôi thì không chia cho cái gì chả bằng không đúng không? Tất nhiên là mẫu nó phải khác không rồi. Thì ở đây là x tiến về 0 cho nên là x nó khác không nên các bạn yên tâm. Trên tử được không, dưới mẫu được uh, x thì không chia x được không? Và tóm lại là giới hạn này của chúng ta kết quả là không thì đấy là cái đạo hàm riêng theo biến x biến thứ nhất tương tự như vậy chúng ta sẽ tính theo y thì nó chỉ khác về cái biến ở đây thôi và chúng ta dễ dàng có thể thấy là tính theo y ở đây thì kết quả nó cũng vẫn sẽ bằng không bởi vì cái hàm số uh, cái hàm số này để thiết kế ra ra là dạng như thế đây là y này thế này cũng sẽ là là y này vâng à. thế này sẽ là không thay đây đúng không x bằng 0 nên thay 0 nhân với cái gì trả bằng 0. Do vậy ở trên này nó cũng sẽ là là 0 này. Dưới mẫu thay x bằng 0 vào chỗ này được không? 0. 0 bình phương thì vẫn bằng 0. Còn đây cộng với cả 2y bình. Đây, cộng 2y bình. Đó. Và bên ngoài thì trừ đi f tại 00 thì nó là giá trị uh, nó là giá trị này rồi. Dưới này là y, Và kết quả cuối cùng thì, thì nó vẫn là 0. Đó thì đấy là hai hai cái ví dụ mà chúng ta sử dụng định nghĩa để tính đạo hàm riêng. Tất nhiên là cái công việc mà chúng ta tính đạo hàm riêng này nó tương tự như phần hàm một biến và chúng ta chỉ khác biệt ở cái là chúng ta nhớ cái 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 biểu thức này thôi. Và lưu ý là đạo hàm riêng theo biến này thì biến kia được coi là hằng số, đúng không? Biến kia được coi hằng số. Ví dụ đây là đạo hàm riêng theo x, y được coi là hằng số. Và khi chúng ta tính tại điểm x0 y0 thì cái hằng số đấy, cái y đấy mình cố định luôn bằng y0 luôn thì đấy là cái điểm mà nó mới so với cả cái đạo hàm bằng định nghĩa của hàm một biến ờ, trên đây là nội dung về đạo hàm riêng bằng định nghĩa tất nhiên đạo hàm cấp 1 thôi chúng ta sẽ có cái bài tập về đạo hàm riêng cấp 2 ở trong video tiếp theo nếu như có bất kỳ thắc mắc nào các bạn hãy comment ở ngay phía dưới hoặc là tham gia trao đổi trong nhóm toán cấp cấp Eureka Uni đây nhóm này link mình để phần mô tả cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo xin chào